Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau đây. Cục Thuế tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với các ngân hàng thương mại tại Hà Giang. Các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên. Quản Bạ quan tâm phát triển vùng trồng cây dược liệu, tạo bước đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Huyện Vị Xuyên xây dựng được 6 cầu dân sinh, thay thế hoàn toàn những cây cầu tạm trên địa bàn xã Cao Bồ. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2015. Thực hiện kế hoạch số 103 ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về việc vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2015, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp ủng hộ quỹ với mức vận động cụ thể. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, mức đóng góp tùy theo sự tự nguyện và khả năng của mỗi người, nhưng nên từ một ngày lương cơ bản của một tháng trở lên. Đối với doanh nghiệp, ngoài số tiền tự nguyện đóng góp của cán bộ, công nhân lao động trong doanh nghiệp theo quy định, vận động đóng góp thêm từ nguồn quỹ phúc lợi của doanh nghiệp, mức tối thiểu từ 500.000 đồng một đơn vị một năm trở lên. Đối với nhân dân, các xã, phường, thị trấn, tổ chức vận động tại địa phương, mức đóng góp ủng hộ tối thiểu từ 5.000 đồng một hộ một năm. Riêng các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, mức vận động đóng góp từ 50.000 đồng một hộ một năm trở lên. Thời gian vận động từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Địa chỉ tiếp nhận quỹ: các đơn vị trực thuộc huyện, thành phố quản lý thì nộp tại Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, thành phố. Đối với người lao động trên địa bàn do xã, phường, thị trấn quản lý, do Ban Quản lý Quỹ xã, phường, thị trấn quy định địa chỉ để thuận tiện cho việc thu nộp quỹ. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh chuyển vào tài khoản Ban Quản lý Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Hà Giang. Số tài khoản 3761-1025982-91011 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Giang hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận liên tịch phối hợp triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Hà Giang, chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Giang và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang. Theo thỏa thuận được ký kết, Cục Thuế tỉnh với 3 ngân hàng thương mại tại Hà Giang thống nhất xây dựng và triển khai hệ thống kết nối trao đổi thông tin để truyền, nhận và đối soát dữ liệu nộp thuế điện tử. Dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ sử dụng chữ ký số để xác thực tính hợp pháp và hợp lệ của các thông tin dữ liệu điện tử trong việc phối hợp cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế. Để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế trong thực hiện nộp thuế điện tử, đối với Cục Thuế tỉnh cam kết đảm bảo đầy đủ về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử. Phối hợp với 3 chi nhánh ngân hàng thương mại tuyên truyền vận động, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nộp thuế điện tử, chịu trách nhiệm hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu của người nộp thuế, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời danh sách và thông tin của người nộp thuế đã thực hiện kê khai thuế qua mạng. Phối hợp cùng ngân hàng, Tổng cục Thuế kịp thời khắc phục đường truyền hệ thống khi có sự cố. Vào ngày 15 hàng tháng, cung cấp cho chi nhánh các ngân hàng thông tin về số lượng người nộp thuế mới phát sinh. Đối với các ngân hàng thương mại, cam kết xây dựng và đảm bảo duy trì liên tục, ổn định đường truyền kết nối, các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, chịu trách nhiệm chuyển chứng từ nộp thuế điện tử sang chứng từ giấy khi có yêu cầu của người nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo giao dịch trích nợ từ tài khoản của người nộp thuế khi nộp thuế điện tử an toàn bảo mật. Vào ngày 15 hàng tháng, nhận thông tin về số lượng người nộp thuế mới phát sinh. Mới đây tại Sở Y tế Hà Giang, đoàn đại biểu Cục Y tế huyện Malifor, tỉnh Vân Nam Trung Quốc do ông La Quang Trí, Cục Phó Cục Y tế huyện Malifor làm trưởng đoàn, đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Sở Y tế tỉnh Hà Giang do ông Đặng Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn. Nội dung hội đàm về hợp tác triển khai hoạt động phòng chống bệnh HIV/AIDS
các bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết và sốt rét. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thảo luận và thống nhất một số nội dung nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực y tế trong 6 tháng cuối năm như tăng cường tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống HIV/AIDS, sốt rét, sốt xuất huyết và các bệnh dịch nguy hiểm khác tại khu vực biên giới Việt Trung. Tiếp tục trao đổi thông tin về tình hình HIV/AIDS, sốt rét, sốt xuất huyết, tham dự hội đàm giao lưu hợp tác trong công tác phòng chống dịch bệnh với Cục Y tế huyện Malifor theo biên bản cam kết. Kết thúc buổi hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản hội đàm giữa Sở Y tế Hà Giang và Cục Y tế huyện Malifor tỉnh Vân Nam Trung Quốc về công tác hợp tác triển khai hoạt động phòng chống bệnh HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết và sốt rét. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị sơ kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng triển khai thực hiện hướng dẫn về học tập chuyên đề năm 2015, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tính đến hết tháng 2 năm 2015, 100% các chi đảng bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai thực hiện. Trong năm 2015, Ban chấp hành đảng bộ huyện tiếp tục lựa chọn chủ đề hành động là kỷ cương trách nhiệm. Qua đó đã có 398 cơ quan đơn vị cá nhân trợ giúp bằng vật chất cho 412 hộ nghèo với tổng giá trị trên 457 triệu đồng. Đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục học sinh sinh viên, thanh thiếu niên học tập và làm theo Bác với các phong trào trường em xanh sạch đẹp, ngày thứ bảy tình nguyện, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng được 68 công trình mang tên Bác tại các đơn vị trường học. Về hoạt động của Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đã tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện, quản lý tốt văn hóa, mạng Internet trên địa bàn. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện Mèo Vạc chủ động phối hợp với các ngành và các xã thị trấn thực hiện hiệu quả đề án của Ban chỉ đạo tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế trong triển khai việc học tập và làm theo tấm gương của Bác và Ban chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của huyện Mèo Vạc 6 tháng qua. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Công an tỉnh đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu về truyền thống, chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nhân dân Việt Nam và cuộc thi vẽ tranh hình ảnh chiến sĩ công an trong em. Trong thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 954 tác phẩm dự thi. Trong thời gian 3 tháng phát động cuộc thi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015, ban tổ chức đã nhận được 954 tác phẩm, trong đó có 918 tác phẩm dự thi tìm hiểu về truyền thống, chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Công an Nhân dân Việt Nam, của các cán bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. 36 tác phẩm thi vẽ tranh, hình ảnh chiến sĩ công an trong em của các em học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Giang. Hiện nay, ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành chấm xong và chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc dự thi tìm hiểu về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nhân dân Việt Nam gửi về Bộ Công an. Đối với cuộc thi vẽ tranh, hình ảnh chiến sĩ công an trong em, ban tổ chức cũng đã chọn ra được các tác phẩm đạt giải A, B, C và khuyến khích. Thông qua hai cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về truyền thống 70 năm Công an Nhân dân và 10 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp phần củng cố niềm tin và phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự kiến lễ trao giải hai cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2015. Trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng tại xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì. Tại đây, Đoàn Thanh niên Tình nguyện Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tham gia các hoạt động như phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tham gia lao động san bằng sân trường mầm non, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đi thăm một số hộ hội viên phụ nữ tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình 503 sạch. Cùng với đó, đoàn đã tổ chức trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, các hộ gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng. Trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 300.000 đồng. Tặng một suất quà trị giá 2 triệu đồng cho quỹ hoạt động của Hội Phụ nữ xã, tặng 500 quyển vở cho các em học sinh liên trường.
Đoàn Thanh niên Học viện Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đồn Biên phòng Thàng Tín, Công an huyện và Đoàn Thanh niên xã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại, đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong xã đến xem và cổ vũ. Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai, chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang bước đầu đã đem lại những lợi ích thiết thực cho người điều trị về sức khỏe, từng bước giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Chương trình điều trị bằng thuốc methadone được Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Giang chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014. Sau gần một năm triển khai, trung tâm đã tiếp nhận và điều trị cho trên 68 bệnh nhân là những đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình điều trị, hầu hết người nghiện đều chấp hành tốt quy định giờ uống thuốc cũng như các tư vấn khuyến cáo của cán bộ y bác sĩ để bảo vệ sức khỏe. Công tác cai nghiện bước đầu đạt được kết quả khả quan. Trong một năm điều trị methadone đến giờ là tôi điều trị được một năm rồi đấy. Từ tháng 7 năm ngoái tôi thấy hiệu quả là đến 97-98% về cái sử dụng ma túy là tôi không dùng nữa. Methadone là liệu pháp điều trị chuẩn quốc tế cho người nghiện ma túy hiệu quả nhất hiện nay. Việc triển khai điều trị methadone vừa hạn chế tình trạng lây nhiễm HIV, giúp người nghiện từ bỏ dần ma túy, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm chi phí và gánh nặng cho gia đình. Mặt khác, cai nghiện bằng methadone nhẹ hơn so với một số cách cai nghiện khác nên người bệnh vẫn có thể lao động và sinh hoạt bình thường. Kết quả này mở ra hướng đi mới trong công tác phòng chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS. Qua một năm triển khai thực hiện thì cái số lượng bệnh nhân đến uống thuốc tại cơ sở điều trị đến thời điểm này là có 68 bệnh nhân. 68 bệnh nhân này thì có hơn 50 bệnh nhân là điều trị ở giai đoạn duy trì, còn hơn 10 bệnh nhân đang điều trị khởi liều. Công việc để đảm bảo được số bệnh nhân điều trị của tỉnh Hà Giang vào điều trị thì trung tâm cũng đã có kế hoạch triển khai trên các địa bàn phường, xã của địa bàn thành phố và cũng đã có công văn chỉ đạo cho các huyện thị trên địa bàn thành phố về tăng cường cái công tác truyền thông về điều trị nghiện cho bệnh nhân trên địa bàn thành phố và địa bàn tỉnh Hà Giang. Từ kết quả bước đầu này, Sở Y tế Hà Giang đã xây dựng thêm cơ sở điều trị methadone tại Bắc Quang và cơ sở cấp phát thuốc tại huyện Vị Xuyên. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện mục tiêu 3-0, không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Nhằm đáp ứng nhu cầu cây giống cho bà con nhân dân trên địa bàn, trong thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Công cộng và Môi trường huyện Quang Bình đã sử dụng nguồn kinh phí đầu tư từ nguồn thu các loại hình dịch vụ của đơn vị, đầu tư xây dựng khu vườn ươm cây giống. Vườn ươm cây giống tại Trung tâm Dịch vụ Công cộng và Môi trường huyện Quang Bình có diện tích trên 400 m² với số vốn đầu tư trên 70 triệu đồng. Hiện nay, vườn ươm của đơn vị đã có trên 40 loại giống cây trồng khác nhau, với trên 20 vạn cây giống phục vụ cho khoảng 100 hectare rừng trồng. Các giống cây trồng lâm nghiệp được chú trọng như cây quế, mỡ, keo, đinh, hiện cây đang sinh trưởng tốt. Ước tính trung tuần tháng 8 năm 2015 đạt tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ nhu cầu trồng rừng của nhân dân, với giá thành bình quân cây trồng lâm nghiệp chính 700 đồng một cây. Việc xây dựng vườn ươm tại Trung tâm Dịch vụ Công cộng và Môi trường huyện Quang Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ trồng rừng trên địa bàn huyện có cơ sở nhập giống thuận tiện, cây giống đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế rừng. Đồng thời qua đây cũng là cơ sở để trung tâm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho công nhân viên chức lao động trong đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quản Bạ có độ cao trung bình 900 đến 1.200 mét so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 20 độ C. Phát huy những lợi thế đó, trong những năm qua, huyện Quản Bạ đã quan tâm phát triển vùng trồng cây dược liệu, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. Đây là năm đầu tiên gia đình anh Lý Tà Giàng, thôn Nậm Đăm, xã Quản Bạ thực hiện trồng cây đương quy theo mô hình khảo nghiệm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược khoa Hà Nội tổ chức triển khai. Là năm đầu tiên gia đình anh chỉ trồng 600 mét vuông, đến nay sau hơn 8 tháng, cây đương quy sắp cho thu hoạch. Số đương quy thu hoạch sẽ được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược khoa Hà Nội thu mua với giá là 100.000 đồng 1 kg.
Với diện tích trên, gia đình anh sẽ thu được khoảng 60kg đương quy khô. Thu nhập từ việc trồng cây đương quy cao gấp 2-3 lần so với các loại cây trồng khác. Đây là lứa đầu tiên nhà em trồng, đây khoảng 600m2. Chỗ này thì khoảng 1 tháng nữa thì cho thu hoạch. Còn đơn vị thu mua một cân là 100.000. So với các loại cây khác, cây trồng khác thì nó có giá trị cao hơn, lại nó tăng thu nhập cho người dân nhiều hơn. Hiện nay trên địa bàn huyện Quản Bạ có 3 công ty và 5 hợp tác xã đang tham gia đầu tư phát triển cây dược liệu với các loại dược liệu có giá trị kinh tế như đương quy, atiso, măng tây, xuyên khung, thiên nhiên kiện, lão quan thảo, v.v. với diện tích trồng là trên 378 hectare. Ngoài việc đầu tư, tổ chức sản xuất và thu mua sản phẩm, huyện Quản Bạ còn chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện việc chế biến, sản xuất ra các mặt hàng, sản phẩm dược liệu tại chỗ. Hiện nay, hợp tác xã dược liệu Nà Trang thị trấn Tam Sơn và hợp tác xã Cộng đồng Nậm Đam xã Quản Bạ cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống dây chuyền, thực hiện chiết xuất thành công sản phẩm cao lỏng Atiso với giá bán là 150.000 đồng một lít. Hợp tác xã tôi được thành lập từ ngày 22 tháng 10 của năm 2014. Bắt đầu đi vào hoạt động là ngày 31 tháng 12 năm 2014, chủ yếu là phát triển về cây dược liệu, đặc biệt nhất là cây atiso và cây y dí, cây đương quy và cây khoai nơ. Và hợp tác xã chúng tôi đảm bảo với người dân là thu mua hết toàn bộ tất cả các cái dược liệu mà bà con trồng ra và bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thu mua về thì chúng tôi đã thực hiện cái quy trình về sơ chế cao lỏng atiso và cung cấp cho thị trường của công ty dược khoa Hà Nội, trường đại học dược Hà Nội. Việc huyện Quản Bạ thực hiện quy hoạch vùng và đẩy mạnh phát triển cây dược liệu đã góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm và đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Dưới hình thức cho thuê đất hoặc góp đất để sản xuất, hiện nay tại 5 hợp tác xã dược liệu đã có 99 hộ gia đình tham gia trồng dược liệu. Cho đến thời điểm hiện tại thì có 5 loại cây thì đang được triển khai trên địa bàn xã, trong đó có sinh địa hoàng, ngưu tất, bạch chỉ và một số cây trồng được triển khai ở tại các cái hợp tác xã. Qua cái trồng cây dược liệu khảo nghiệm ban đầu thì cho thấy thì tất cả các loại cây đang thử nghiệm trên địa bàn thì cơ bản là đã phù hợp và đang phát triển tốt ở trên địa bàn xã. Đối với lại các công ty hiện nay thì đã giải quyết được việc làm cho bà con khoảng trên 100 lao động phổ thông trên địa bàn với mức lương là 100.000 đồng trên một ngày. Thế thì trong cái thời gian tới thì Đảng ủy và cấp ủy chính quyền địa phương cũng xác định là sẽ đưa một số loại cây phù hợp với địa phương để vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Để tiếp tục phát triển, mở rộng diện tích cây dược liệu và tiến tới đưa Quản Bạ trở thành vùng trọng điểm dược liệu của tỉnh và của quốc gia, huyện Quản Bạ còn nhiều việc phải làm. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục bàn với các doanh nghiệp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển dược liệu cho hàng năm, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp đất thành lập các hợp tác xã để làm vệ tinh phát triển dược liệu cho các doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai là tập trung phối hợp với doanh nghiệp đào tạo nghề để nâng cao cái trình độ và nắm được quy trình kỹ thuật trồng, chế biến cây dược liệu. Vấn đề thứ ba là phải thực sự quan tâm, vận dụng hiệu quả linh hoạt các cơ chế chính sách của tỉnh để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Từ chủ trương đúng đến các giải pháp thực hiện đồng bộ cùng với sự vào cuộc của các ngành các cấp, các doanh nghiệp và người dân, huyện Quản Bạ đang nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu từ nay đến năm 2020 duy trì chăm sóc tốt trên 2.000 hectare thảo quả, trồng và chăm sóc 1.000 hectare dược liệu, trong đó có 500 hectare dược liệu được trồng chuyên canh. Nhằm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 6 tháng đầu năm 2015,
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang đã tích cực đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang đã cung ứng được trên 1.800 tấn xi măng cho 3 xã Phương Độ, Phương Thiện và xã Ngọc Đường để chỉnh trang nhà ở, xây dựng 3 công trình vệ sinh, làm đường bê tông vào hộ gia đình. Đối với chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố Hà Giang đã huy động nhân dân hiến được hơn 960 m2 đất, đóng góp 2.200 ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông liên thôn và đường nội đồng. Đồng thời, triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao như trồng hoa, trồng rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chăn nuôi lợn, gà, thâm canh thủy sản. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp trong 6 tháng được trên 200 tỷ đồng, đạt 70% mục tiêu cả năm. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có xã Phương Thiện và xã Phương Độ hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, xã Ngọc Đường 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Giang sẽ từng bước duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Song song với đó, phấn đấu đến hết năm 2015, xã Ngọc Đường sẽ hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cao Bồ là xã vùng 3 của huyện Vị Xuyên, địa hình chia cắt và có nhiều khe suối. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong mùa mưa, trong thời gian qua, huyện Vị Xuyên đã xây dựng được 6 cầu dân sinh, thay thế hoàn toàn những cây cầu tạm trên địa bàn xã. Xuất phát từ nhu cầu đi lại thực tế và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, huyện Vị Xuyên đã nỗ lực triển khai kế hoạch để xây dựng cầu, vừa đảm bảo chất lượng và chi phí hợp lý. Để thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ thi công, huyện đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ để triển khai. Các cây cầu được xây dựng bằng 100% ngân sách huyện với tổng số tiền là gần 500 triệu đồng. Nhân dân trong xã đóng góp ngày công đổ đất làm mặt bằng hai bên đầu cầu. Cầu được xây dựng bằng móng đá hộc, dầm sắt thép, mặt gỗ. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thì trong quá trình thi công và xây dựng thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã huy động nhân dân các thôn bản cùng với các ngành chức năng của huyện cùng với đơn vị thi công đã thực hiện hoàn thành xong 6 cây cầu. Hiện nay trên địa bàn xã Cao Bồ cơ bản các cái tuyến đường có những khe suối, kênh mương thì đều được xây dựng các cây cầu đảm bảo thông suốt, nhân dân đi lại rất là thuận tiện. Cũng tại vị trí của những cây cầu mới được xây dựng này, những năm trước đây, người dân phải tự đóng góp công sức để làm những chiếc cầu tạm, thường xuyên phải sửa chữa và không đảm bảo an toàn khi đi qua. Việc còn tồn tại nhiều cây cầu tạm đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là các em học sinh đến trường trong mùa mưa bão. Mấy năm gần đây thì được Đảng Nhà nước để quan tâm đồng bào các dân tộc thì làm được mấy cái cầu này cơ bản là cũng hoàn thiện để bà con chúng tôi đi lại sản xuất và con cháu họp hành rất là được phấn khởi. Có thể nói việc xóa cầu tạm tại xã Cao Bồ của huyện Vị Xuyên là rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trên địa bàn xã đi lại và giao thương hàng hóa được dễ dàng, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo nội lực phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự lần sau.